Chào khán giả chứ gì. Xin chào cả nhà, chào mọi người. Xin giới thiệu hôm nay rất là vui. Mọi người chắc mọi người cũng biết rồi, thì bên cạnh là chú Cầm Nguyễn, là chú về Việt Nam nghỉ dưỡng. Và hiện tại bây giờ là làm căn cước công dân, có bảo hiểm y tế tại Việt Nam đầy đủ rồi. Thì chú về ở cùng cạnh nhà mình. Mình ở Sài Gòn 25 năm rồi. Đấy, đi vào Sài Gòn lúc 20 tuổi, năm nay là 45 rồi. Rất vui thì hôm nay bình thường thì gặp chú thông mát, xem các cái clip của chú quay về cảnh đẹp quê hương ở Hội An, ở miền Bắc, miền Trung, rồi miền Nam, chú tâm sự rồi thấy cái tâm sự của chú và cái nét mặt chú rất hạnh phúc khi trở về quê hương và được đi trên con đường Việt Nam, đúng không? Uống cà phê Việt Nam, thưởng thức văn hóa ẩm thực, đi lại lại nhìn ông đi lại, nhìn bà đi qua, nhìn ông đi lại ha. Yeah. Đó, rồi bay cho tao lùng quá. Đây cái thằng diễn du, thằng này cũng là đàn em thôi nhưng dễ thương, nhưng mà có cái điều mà nó hỏi mình một câu như vậy: nghĩ gì về hiệp ước của nhà nước Mỹ và Việt Nam á? Thì cái đó không nổi rồi. Cái đó đúng ra thì ngoài cái khả năng của tao, nhưng mà tao chỉ biết chắc chắn là 100% khi nhà nước mình ký bất cứ một hiệp ước gì cũng đều lấy cái lợi cho đất nước Việt Nam, tổ quốc là trên hết, tổ quốc là trên hết. Tao chỉ trả lời vậy thôi. Còn cái chuyện mà trong cái nội đàm mà cái công văn của đó thì mình đâu biết được, không phải gì đâu. Biết nhưng rồi. Mà mình phải hiểu một cái điều là khi các ông ấy đặt bút ký một cái gì đó là phải điều kiện là phải lợi ích của nhân dân đi trên nước là trên hết. Thế thôi. Còn cái chuyện kia là gì đó thì tao hoàn toàn không biết, bởi vì tao đâu phải chính phủ thì tao biết. Nhưng mà có cái điều tao hy vọng, và cái điều đó là cái điều sự thật, và biết bao nhiêu lần nhà nước mình đã có những hiệp ước của tất cả các nước trên thế giới, chứ không phải riêng gì Mỹ. Nga cũng vậy, Trung Quốc cũng vậy, rồi tất cả những nước khác thì đều đem về lợi ích kinh tế hoặc là một cái gì đó cho Việt Nam. Nói như vậy cho đấy, còn mà hỏi về việc chi tiết thì tao cho hai bên lợi ích, cho hai bên luôn. Đúng rồi. Thế thôi. Bây giờ khi nãy chú Thomas Nguyễn là chiến tranh là đau khổ và đau cả đôi bên, chứ phải là một. Đúng rồi. Mà cha con cũng là chiến binh, còn thương binh nữa. Mẹ con cũng là chiến binh, thành thanh niên xung phong ngày xưa đấy. Mẹ con là bằng tuổi chú Cầm. Đúng rồi. Mà cha con sinh năm 47, nhiều tuổi hơn. Rồi. Mà làm y tế, y tá trong quân đội mà mấy chục năm mới về. Ở bên Lào, bên Trường Sơn á. Còn về còn bị thương binh nữa. Thế này không bị chết là may lắm rồi. Thì thế này con nói này. Cái đau thương này á, không phải dân tộc mình gây ra đâu. Năm 1858 giặc Pháp đô hồ bóc lột dân ta, cho tới năm 1945 lúc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đáng lẽ ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập thì đất nước ta được hòa bình mãi mãi cho đến tới ngày hôm nay. Mà phải nói rằng là nước Việt Nam là cái nước mà thuộc địa mà gọi là được độc lập đầu tiên đấy. Chúng ta còn độc lập trước cả Trung Quốc mà. Trung Quốc tới 1949 lần. Ta năm 1945 là nước đầu tiên trong hệ thống nước thuộc địa là được độc lập khỏi cái bọn bành tướng tay sai. Trải qua là gần 100 năm dưới ách đô hồ của thực dân Pháp, rồi đến đế quốc Nhật, phát xít Nhật từ năm 1940 đến 1945, gây ra cái chết hơn 2,5 triệu người chết đói do phát xít Nhật thu gom gạo lúa để nuôi quân đồng minh, quân phát xít phe độc để chiến đấu và chiếm châu Á, làm cho người dân ta chết một cách đau đớn, trong nghèo nàn lạc hậu và trong gọi là trong gì ngu dân đấy. Rồi lúc Bác Hồ viết rất nhiều thư gửi đến các đời tổng thống Mỹ để cầu hòa, để được đàm phán, để được kết nối làm ăn, trải thảm đỏ cho người Mỹ tới làm ăn, nhưng người Mỹ không chịu, lại đầu tư cho người Pháp chiến đấu với đất nước ta thêm 9 năm nữa. Mình thể đó, mình thêm 9 năm nữa. Trong 9 năm đó thì trong lúc năm 1945 Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn có mời Bảo Đại ra làm cố vấn, có mời ông Ngô Đình Diệm ra làm thủ tướng cho Bác Hồ. Trong đó có một người rất nổi tiếng, đó là ông Bùi Đình Đoàn. Bùi Đình Đoàn, đúng rồi. Bùi có là con người, có là Bùi Tín. Bùi Đình Đoàn là làm quan cho nhà Nguyễn 35 năm, cũng
ở lại, ông đó là người đó, ông đó là rất yêu nước thương dân, ở lại giúp Bác Hồ và là người đầu tiên làm chủ tịch Quốc hội nhân dân Quốc hội nhân dân Việt Nam đấy. Đó là trong những người mà ra đi không ở lại với Bác, cũng có những người tài giỏi mà làm nhà làm quan cho Triều Nguyễn. Đây cũng ông Vũ Đình Hoa, nhiều người ở lại làm việc cho Bác đấy. Thì những người ở lại đều thành danh và bây giờ hiện tại bây giờ đều đặt những tên đường, đặt những tên những người đó, những danh nhân đó bây giờ được đặt những tên đường. Còn những cái hiểu sai mà tiếp tay cho giặc đó là gia đình ông Ngô Đình Diệm, rồi cựu Hoàng Bảo Đại hợp tác với giặc Pháp để gây ra một cuộc chiến 9 năm tới năm 1954 đất nước ta mới hòa bình lập lại. Đáng lẽ đất nước ta hòa bình lập lại ấy, thì đã hòa bình và kết nối hai miền Nam Bắc. Nếu kể từ năm 1954 chúng ta phát triển kinh tế ấy, thì làm gì có chuyện cuộc đau thương tới 1975 nữa, đúng không? Cũng tại cái bọn giặc, bọn đế quốc nó xâm lăng, nó gây chia rẽ nội bộ, đúng không? Nó gây đảng phái, nó chia rẽ nội bộ để rồi hai gọi là để rồi nó đầu tư súng đạn vào để rồi cho người dân mình xấu xé đánh chiếm lẫn nhau, đúng không? À, nói lịch sử đó là nó dừng lên chính quyền bù nhìn, dừng lên cái lá cờ ba sọc đỏ, bác gọi là lá cờ ba que đó, để chia, nhằm chia cắt đất nước, để mà nước Mỹ là chia cắt đất nước, để xâm chiếm thâu tóm chia rẽ dân tộc và làm cho cái chết của hai bên chết đói, hay cho hết chết đói rồi chết trong bom đạn miền Bắc miền Nam chết biết bao nhiêu mà khổ mà kể. Và Mỹ còn kéo ra cả nói chung là hàng trăm nước, trong đó có Hàn Quốc là 300.000 quân, Mỹ 5 triệu quân, Thái Lan 20.000 quân, Australia 50.000 quân và nhiều quân, và Philippines 10.000 quân. Cho nên là kéo hàng triệu quân của các nước đồng minh với Mỹ để đến xâm lăng đất nước này, giày xéo đất này, nhằm chia cắt đất nước và gây ra cái chết cho hai miền Nam Bắc. Cái này chúng ta thúc bắt nguyện là tôi cũng có bên này bên kia đều hy sinh đau đớn. Là cái đau đớn này chẳng có phải người Việt gây ra mà do các nước đế quốc gây ra, vẽ lên một cái lá cờ bắt hồng đỏ. Và đến năm 1975 chúng ta đã đập tan cái bọn ngụy quân ngụy quyền và dừng nước. Bây giờ chúng ta dừng nước cái lá cờ mà là đã làm cho đất nước đau thương đó, ba cái lá cờ ba que thằng bắt hồng đỏ đó, đến ngày nay nó cũng giết chết bao trái tim khi bước sang Mỹ. Nhiều người nói là sang Mỹ là sang gì, sang cái xứ lằn ranh quốc cộng hay là tị nạn cộng sản. Nhiều khi nói những cái mắc cười, được tới Mỹ có nhiều người nói là này, cái cột điền cũng muốn sang Mỹ. Đúng thật, sau năm 1975 đất nước sau kiệt quệ sau chiến tranh, đất nước nghèo nàn sau chiến tranh lại bị cấm vận, thì đúng là ai đi đâu mà kiếm được việc làm, mà đi nước nào kiếm được việc làm, và nhà nước có chính sách là cho đi ra ngoài xuất khẩu lao động mà. Khi đó đi Mỹ không có, đi Nga không có, đi châu Âu không có, thì khi đó thì kiếm việc làm thì ai cũng mong để có việc làm để lo cho đất nước, lo gia đình. Thì mà đến được Mỹ, đến thiên đường, cột điền cũng muốn tới, sang đến đó rồi nói tị nạn, đến Mỹ mà tị nạn gì, nó Mỹ là nơi thiên đường, nơi tự do mà, quá tự do để làm ăn. Chú công nhận không, sang Mỹ thì chú cũng tự do lao động mà, đúng không? Chú thông minh. À, cái đó Mỹ là một xứ có nhiều cơ hội nữa, về cơ hội về vấn đề kinh tế, đúng không? Tự do làm việc mà, đúng không? Nói cho cùng mà thì sao lại tị nạn được? Tóm gọn lại cái cuộc chiến tranh Việt Nam mình nó gây ra nhiều đau thương, là mất mát cho dân hai miền Nam Bắc. Nhưng mà các bạn phải hiểu trong một cái điều này, cái chiến tranh Việt Nam không phải do người Việt Nam tạo ra. Rồi. Cái điều mấu chốt là không phải người Việt Nam làm ra cái chiến tranh đó, và tất cả mọi thứ đều do ngoại bang làm ra, từ Trung Quốc đầu tiên ngàn năm đô hộ rồi tới thằng Pháp rồi tới thằng Nhật rồi tới thằng Mỹ, nó như vậy, nó không dính dáng gì tới người Việt Nam cả. Và cái chiến tranh gây tan thương đất nước mình là do người nước ngoài, những cái thế lực bên ngoài. Nói cho bạn vậy, tôi với anh là người Việt Nam thì chẳng bao giờ tôi muốn anh là anh muốn tôi, nhưng mà do những cái thế lực bên ngoài tạo ra cái điều đó, mình hiểu đúng mình như vậy.
có thù chăng hay là thù có những người nước ngoài và những cái thế lực nước ngoài làm cho anh em mình đánh nhau, nó hẳn là như vậy đi, gom là một đống như vậy để cho hiểu dễ dàng đó, nó là vậy. Bây giờ cái chiến tranh nó qua đi mình không đủ khả năng để mình giải thích tường tận những cái chuyện đó, bởi vì ta trình độ của mỗi người nó mỗi khác, lịch sử nó dài lắm và nó nhiều khê đó, tụi ta không có đủ khả năng làm gì đó, mà tụi ta chỉ là người dân bình thường mà thôi. Và thì tao chỉ biết là tóm gọn một câu như vậy, tao chỉ gom là một câu như vậy, có nghĩa là cái cuộc chiến tranh Việt Nam mình không phải do người Việt Nam gây ra là đủ rồi. Thế thì tôi phải hiểu là như vậy cho đủ rồi. Còn cái chuyện mà hận thù cá nhân lẻ tẻ chia cách chụp mũ gây quán gây thù chửi bới nhau này kia là cái chuyện đó là mình sai, nó thẳng là như vậy, không có gì phải chửi nhau cả, nó thẳng vậy. Anh có quyền không yêu nước hoặc anh có quyền yêu nước là quyền của các anh thôi đó. Và ngay bây giờ đang ngồi bắt cà phê đây thì đất nước ta đã độc lập chủ quyền hai miền Nam Bắc xung quanh đã là 48 năm rồi, gần 50 năm nửa thế kỷ rồi, không có cái chuyện gì phải phàn nàn cả. Bây giờ thì nó quá ư là giàu có rồi, nó thẳng chỉ giàu có thì không giàu có đâu, nhưng mà thực sự là dân người ta đã cơm no áo ấm rồi, nó hẳn là như vậy thì không có cái chuyện gì là phải phàn nàn cả. Phải chi mà tụi bay thấy về tao về tao thấy mà từ người ta mà móc một đi lông ăn á, mà tao bảo đảm mày tụi tao cũng khởi nghĩa để chứ đừng nói tụi bay mà về bây giờ về Việt Nam mà ngó lên không dám ngó luôn. Việt Kiều về đây là giống kiểu như là rét rồi, là bởi vì người dân Đông Nước có những người rất là giàu, mặt bằng chung là giàu, nhưng từ thôn quê đến thành thị là giàu, nhà cao cửa rộng cả. Chỉ có một con số là đương nhiên đất nước nào cũng vậy, cũng có kẻ giàu người nghèo cả. Thế thì mình không biết nói gì hơn, nhưng có nghĩa là đó là xã hội thì đương nhiên đó phải là như vậy, nó mới có gọi là xã hội. Chứ còn ta mày cũng giống như tao, tao cũng giống như mày thì đâu còn là xã hội gì nữa. Có nghĩa là phải có người trình độ cao, trình độ thấp, người tiểu học, người trung học, người đại học, ví dụ vậy, thì cũng có kẻ giàu kẻ nghèo cái thì mới tạo thành một cái xã hội. Cũng không khó đâu, cũng có nhiều người cũng thiếu ăn mà do là mình không cắt họ, có thể là cuộc đời đưa đẩy hay sao không biết, nhưng mà có điều khó nói lắm, bởi vì mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh mà, nhà đèn nhà ai lấy sáng, mình không làm bàn điều đó, mà mình chỉ nói là một cái điều ngay tại thời điểm này nè, những năm tháng tôi về Việt Nam tôi ở để tôi làm giấy tờ để lo thủ tục tất cả thứ rồi thì tôi cảm thấy là Việt Nam là một đất nước đáng sống, mình chỉ kết luận như vậy thôi, là bởi vì riêng bản thân tao thì tao đáng sống, tao không nói làm gì, mình nhìn chung quanh kể cả dân nước ngoài cũng vậy nữa, mày nhớ mày nếu mà ở Đà Nẵng Nha Trang mày thấy là khách nước ngoài thậm chí định cư luôn ở Việt Nam, nó lấy vợ lấy chồng luôn ở Việt Nam luôn. Tôi cũng có con gặp một vài đó, thành ra vì chuyện đó nếu mà không đáng sống thì thế thì tại sao dân nước ngoài về Việt Nam mới làm ở chi, đúng chưa? Tôi rõ ràng Tây Ban Nha có nè, rồi Mỹ có nè, rồi thậm chí có Pakistan luôn nữa, có Trung Đông quay qua Việt Nam luôn nữa. Cái đó nó nói lên điều gì? Có nghĩa là khi anh chọn một nơi mà ông cha ta thường nói là đất lành thì chim đậu, rõ ràng Việt Nam hiện giờ coi như là một cô gái xuân thì mà để mà coi như là tất cả bọn ông bướm là ve vãn là cái gì? Hồng nhan thì đa truân, hồng nhan thì trong quá khứ là đa truân. Vũ Ngọc Bảo nói sự kế thừa tài sản mà cuộc sống ở Việt Nam duy nhất chỉ có Việt Nam, không quốc gia nào có được, thì đúng rồi. Việt Nam mình có một cái này, có nghĩa là ở Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nói chung là Hiệp Trung Quốc là mình phải hiểu là nó là một đất nước mà tất cả các chúng dân trên thế giới tụ họp vào đó, nó không có cái sự coi như là tự tôn dân tộc, bởi vì dân tộc Mỹ không có, chứ tụi Mỹ là một đất nước mà ô họp tất cả giống dân đều có mặt ở đó cả, thì không thể nào có gọi thuộc dân tự tôn dân tộc lên. Việt Nam mình hay hơn, Việt Nam mình có nhiều, bởi vì có một cái ông cũng là thuộc dân, cũng là ông nói này mới nói tức là ông biết một cái rất là Việt Nam là một đất nước lạ kỳ. Ông giáo sư đường đại học Harvard Mỹ, một đất nước lạ kỳ đó. Cái vấn đề mà kế thừa tài sản á, thì tôi và anh em tôi cũng có một số người bạn, người bạn tôi là đàn anh của tôi, chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà, thì người đó sĩ quan ngày xưa thì tôi cũng cảm thấy là cái truyền thống văn hóa của dân tộc á, mà hiện thời nhà nước đang coi như là phát huy cái truyền thống đó, tôi thấy là cái luật pháp nó khác ở bên Mỹ chỗ này, là
là những cái tài sản mà thừa kế mà của cha mẹ để lại á, của Mỹ nó không có nghe, của cha mẹ để lại có, thì họ tìm những cái người đó dù có đi lang bạc, cái người trong gia đình á, cái anh coi như là người con cá hoặc là người các cái người con á, dù có đi lang bạc ở các đất nước nào thì họ cũng tìm và có ví dụ như cái tài sản đó có sang nhượng đi người nào đó, thì ví dụ như tôi ở Mỹ này hoặc là hiện giờ tôi có người đàn anh ở Mỹ á, là người đó phải ký ra, luật kế thừa là người đó, cái nhà của tôi tôi đứng tên, nhưng mà khi tôi bán là phải có con tôi, có vợ tôi, có đầy đủ nhà cha mẹ, xin lỗi anh, nhà cha mẹ qua đời rồi á, con cháu sao á, ví dụ như tôi là con này, vợ này, chồng vợ này, con cháu này, khi nào cũng có con cháu, có chồng vợ, con cháu nữa thì là khi nào mới đến tới là anh chị em ruột. Ví dụ như là mình vắng mặt đi, ví dụ như bây giờ cái nhà đó là của cha mẹ, mà có tôi là có tôi đã đi xa đất nước rồi, nhưng mà cũng phải có chữ ký của tôi đã cái nhà đó mới được là sang nhượng cho ai. Hiện thời thì tôi cũng có nhiều anh em ở bên đó, họ hỏi tôi là sao kỳ khác mì, thì nó khác mì ở cái chỗ đó là phải có cái chữ ký của ông nó, là mặc dù ông nó chưa có về Việt Nam như thế nào, nó hoàn cảnh như thế nào nó ra, là phải có cái chữ ký của ông đó đó, thì tài sản đó mới được là hợp thức hóa, để mà ví dụ như là cha mẹ nó là bán để mà chia đều cho cả nhà đó, thì phải có chữ ký của ông đó đã. Nhưng mà đối với tôi thì hoặc là anh em khác thì họ cũng không, để con nói cái này cho rõ này, tức là quyền thừa kế ở Việt Nam mình là không phải đóng thuế. Cái đó thì là ở Việt Nam không phải đóng thuế, nhưng con đi Đài Loan thì con biết là người Đài Loan là đóng thuế là 40-60, và người Nhật, người Hàn Quốc cũng thế, 40-60 hoặc là 50-50. Tức là ví dụ như một cái tập đoàn của Hàn Quốc bây giờ là tập đoàn Samsung hay là cái tập đoàn gì đấy, Hàn Quốc vừa rồi mới thừa, đứa con mới thừa kế của người cha là 10 tỷ đô la đó. Bây giờ nếu mà để nhận được cái tài sản của cái tập đoàn không biết Samsung hay là tập đoàn gì thì của Hyundai gì đấy, đang có nói trong trên báo đang có đấy, thì thế người con muốn thừa kế đó thì tài sản 10 tỷ đô la thì người con phải đóng có 4 tỷ đô la, nó bỏ có 4 tỷ để nhận về cái 10 tỷ đó. Nhưng mà có theo con nghĩ thế này này, chơi bài đó là ăn cướp cản, là vì thế này rồi là người con đó mà thừa kế lại cho đứa cháu cái nữa là hết 4 tỷ nữa, là hết 4 tỷ nữa, là thành 8 tỷ, mà nếu mà thừa kế 3 lần là mặt trắng luôn, lỗ đúng không? Ở Việt Nam có đặc biệt là chú thừa kế lại cho con không phải đóng thuế. Và cũng cái chỗ này mà người Việt Nam thường là hay lách qua chỗ này, nhiều cái quyền thừa kế để mà đốt thuế. Rồi nói chung luật pháp thì cũng có kẽ hở thôi. Còn cái chuyện mà chú nói là một người ví dụ trong gia đình có một người nước ngoài cũng phải về ký thì cái sổ đó mới bán được, hoặc là mình sang nhượng cho bất kỳ ai. Cái thế này, ví dụ nhà chú thô mát Nguyễn có cha mẹ để lại cho con 1 hecta đất, mà trong nhà cha mẹ chú thô mát là đẻ được ba người con đi. Ví dụ đi, 3 người con thì mà trong đó có chú thô mát đi Mỹ thì cái quyền thừa kế đó là sẽ thỏa thuận giữa 3 chị em tự thỏa thuận, ai hưởng ai không hưởng, nhưng mà cái ký chữ ký của chú ở nước ngoài chú phải về Việt Nam để ký. Phải ký thì hoặc đến bộ tư pháp á, thì tránh đi cái sự tranh chấp thì chú mới hoàn thiện hồ sơ để mà sang nhận thừa kế. Mà đó là con nói đúng, luật pháp như thế mới đúng chứ. Hai người ví dụ đi, tài sản của chú ở nước ngoài mà ở nhà hai chị anh chị em ở nước Việt Nam bán quách đi, ví dụ như cái miếng đất của ba mẹ đứa bán đi, lặng lẽ bán không qua thông qua chú, có phải là chú tự nhiên chú mất phần không? Mà chú chẳng hạn chú đi nước ngoài lo lao động, nó làm ăn bên chứ có thời gian để về, để chú cứ nói ở để tao về nhà, tao không có nhà cha mẹ tao, ít nhất tao đừng phần khác luật pháp nhiều đúng không? Thì khác nhiều cái này là cái khác tốt, khác bảo vệ quyền lợi cho mọi người dân, nhưng mà khác này nên chị tôi nói đúng không? Đưa em tôi nói rồi khác đây là khác tốt, hãy ký coi như là cho các em á, thôi anh đi thì bọn mẹ già lại giúp các em lo lắng, rồi bây giờ thì mình nghỉ lại thôi, bây giờ mẹ có qua đời hoặc là già cũng qua đời thôi, nó không có đáng gì thôi, bây giờ nó cũng có giá trị nhưng mà mình nghĩ
tình cảm với gia đình thôi, nhường lại cho mấy đứa em. Nhường chú cũng phải ghi. Nhường cũng phải viết giấy là chú cũng phải ghi, phải điểm chỉ vô, ghi vô đúng không? Chẳng phải là nói môn được. Không có thì coi như là không có làm gì được hết. Cái này là pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lợi cho mọi người dân nha. Cái này nếu mà nếu bên Mỹ không có cái này thì bên Mỹ nên phải học Việt Nam đấy. Con nói thiệt, phải học Việt Nam là vì sao? Học sẽ được học cái luật pháp, cái văn hóa nó khác rồi. Cái này bây giờ với chú Cầm có cái nhà bên Mỹ đó, hai căn bên Mỹ đó là có ba đứa con rồi, là mai một là giả thử đi 100 tuổi đi, chú 100 tuổi đi, chú vợ chú 100 tuổi đi, thì cái nhà đó là có của ba đứa, hai căn của ba đứa, mà nếu có ba căn chia ba đứa thì nói hai căn ba đứa thì giờ hai đứa nó lặng lẽ nó lấy nó chôm luôn, còn một đứa không có. Bây giờ ý sao, có phải là cái người còn lại không có phải mất phần không? Nên nó đâm lên nó mới kiện, nó kiện nó phải lăng nhăng thêm một khúc nữa không, đúng không? Cho nên văn hóa Việt Nam mình nó có truyền thống về vấn đề coi như là tứ đại đồng đường. Mà chú biết là kể cả con ở đây á, con ở Sài Gòn, nhà con Sài Gòn, nhưng mà đất đai cha mẹ con ở quê để lại từ con. Em con muốn sử dụng con phải về ký, năm ngoái con phải là 1-2 năm trước con phải về ký thì em con mới được sử dụng cái tài sản đó và có quyền quyết định cái tài sản đó nha. Vợ chồng con phải về ký, các em con phải về ký. À, chú hiểu nè, chứ không phải nói mồm được, mà đúng thật. Bởi vì chẳng hạn như nhiều người họ đi để trở về, chứ không phải họ đi là đi luôn, mà đại đa số bây giờ ai cũng đi để trở về, kể cả đi bên Mỹ không thế, đi để trở về quê hương. À, và hôm nay ngồi với chú để con nói này luôn này, là hãy tin tưởng đất nước. Cộng sản hay tư bản là danh từ, là một cái từ, cái danh từ viết để nói, viết lên và để nói thôi, nhưng cái bản chất quan trọng là cái bản chất, giống như cuốn sách ấy, cái tựa đề và cái nội dung nó thế nào thôi. Còn theo con nghĩ thì mỗi nước đều có một cái nét đẹp riêng, có cái riêng, chứ nếu mà giống nhau thì không được. Đối với nước Mỹ thì có 300 năm và họ là hợp Trung Quốc, họ sẵn sàng đập bỏ đi tất cả mọi thứ cách đây 4-5 ngàn năm gì đấy, họ có thể đập đi mọi thứ để làm lại, và nước Mỹ đập bỏ đi làm lại hết. Chú không nhận nào, những cái thời vua chúa ngày các cái bang cũ, các cái vùng, các cái dân thổ thổ địa đó, họ đều đập bỏ các cái công trình cũ và đập, kể cả người da đỏ bây giờ không còn làm bao nhiêu, và họ làm mới hoàn toàn, và điều kiện buộc họ phải làm như thế vì đất nước hợp Trung Quốc có nhiều nước đến xấu xé ở, cho nên họ không lấy một, có thể lấy một cái văn hóa nước nào để mà áp dụng cho cái đất nước Mỹ được, và họ đập bỏ đi để làm lại mới là đúng, và họ phải chấp nhận một cái xã hội tự do vì văn hóa đa chủng tộc, không thể là sang đó mà theo văn hóa Nhật Bản được, sang đó văn theo văn hóa Trung Quốc cũng được, và thậm chí là người Mỹ bên đó, người các nước mà theo văn hóa Việt Nam cũng không được. Thế thì chắc chắn là đến Mỹ là đất nước tự do là vì họ phải đập bỏ cái cũ mà làm lại cái mới cho khác biệt và hòa, để mà nó hòa nhập được. Chứ còn Việt Nam, một cái nền văn hóa 4.000 năm, các công trình xây dựng văn hóa Nho giáo, nhờ cái văn hóa Nho giáo ta mới giữ được tiếng nói, giữ được cái đất nước ngày hôm nay. Không chi thì chúng ta thì chú biết là cũng là đi truyền giáo, mà Philippines á thì 100%, 99-100% là dân chúng là theo đạo Công giáo, nhưng Việt Nam cũng truyền giáo tới 500 năm lần, từ thế kỷ 16 lần, nhưng mà ta chỉ có 7% là đạo Thiên Chúa thôi, còn là thì cũng là theo Nho giáo. Tụi con đây cũng Nho giáo, mà chú cũng Nho giáo đúng không, theo giáo gọi là gì, chúng ta thờ ông bà. Nhưng mà bên cạnh cái bàn thờ ông bà ta còn thờ Phật, thì bên cạnh đạo Thiên Chúa cũng là thờ ông bà, thì cũng là vẫn Nho giáo. Nói chung là người dân Việt Nam cũng là Nho giáo toàn tộc, chú không này, đúng không? Nhờ cái đó thì ta mới bảo vệ được cái truyền thống văn hóa và cái dòng nói, cái tiếng nói và những công trình của hàng ngàn năm nay ông bà để lại. Cho nên phải giống tự do như bên Mỹ thì phải đập bỏ hết, xây dựng một thế giới tự do khác biệt luôn. Nó hoàn toàn sai, giống như con, giống như mày nói nãy vậy. Đất nước của Mỹ là nước đa chủng tộc, đúng rồi, cái đó đúng, khác hẳn với một cái đất nước mình có cội nguồn là một chủng tộc nguyên thủy. Bởi vì tao nói một cách đơn giản, ở nước Mỹ nó có luật kỳ thị, bởi vì cái anh kỳ thị thì mới có luật, chứ không kỳ thị sao có luật làm gì, đúng không? Nhưng mà Việt Nam mình đâu có luật kỳ thị đâu, đâu có ai kỳ thị ai, bởi vì một chủng tộc mà làm sao có gì có nguồn cội mà, chứ vì nó không có luật kỳ thị đó, nó đơn giản vậy thôi. Nói một cách khác hơn nữa thì mình không bắt chước Mỹ được, từ văn hóa ẩm thực, từ văn hóa thờ cúng ông bà, rồi những mùa lễ hội, những mùa văn hóa về
nói chung tất tần tật đều khác biệt cả, và thậm chí cái thức ăn cũng khác biệt luôn. Nó không biết như vậy thì không thể nào hòa nhập được điều đó. Hòa nhập nó chắc chắn là hòa tan rồi, nó thẳng là vậy. Rồi một đất nước nó có một cái bản sắc văn hóa riêng. Vì khi cái bộ đồ của người Mỹ á, nếu mà mình về mình mặc á thì nó trông nó kỳ lắm, phải tự sửa lại. Ví dụ như bộ đồ của người Mỹ á, quần áo rồi, của người Mỹ, đó mình nói đơn giản vậy thôi. Thì mình về mình hay á, không phải rất hay á. Hả? Mình không rập khuôn. À, không có rập khuôn được. Có nghĩa là mình mặc cái đơn giản quần áo của người Mỹ đó. Ví dụ như giờ nếu bận cái quần jean thì mình phải hiểu là cái quần jean xứ xứ từ đâu, là cái dân chăn bò ở cowboy Texas. Là nó xuất phát từ đó. Nhưng mà nếu mà nó ôm nguyên cái là anh phải đội cái nón rồi cũng dành. Đúng rồi. Cái bự thì là bự của cowboy rồi, sau này đeo túi súng rồi các cái đủ thứ gì. Mình mặc cái thái tay. Nó kỳ cục, đúng không? Đem về đây thì không có được. Có nghĩa là mình chỉ lấy cái quần jean thôi, nhưng mà áo thì cũng mặc vừa mặt, nhưng mà quần lưng phải sửa lại, nó không giống như hồi kiểu đúng vậy, phải sửa lại. Tại ngày xưa quần jean của ngày xưa ở trước đầu gối mình nó có miếng da bò, miếng dây để chi cái bò lên bò xuống đó, nó không có bị, nó không có mòn, phải không? Chân trâu chân ngựa đấy. Đó, cái vậy đó, không thể nào bưng rập khuôn được, có nghĩa là phải sửa lại, thế thôi. Cảm thấy cái nào hay là thì lấy. Có cái nhiều cái mình về phát triển kinh tế thì cũng có nhiều cái ở Mỹ, phải nói là số một thế giới rồi. Nhưng mà cái văn hóa Việt Nam cái đó là mình không chối cãi. Chối cãi được, nhưng mà hay mình phải áp dụng thôi. Cái nào hay thì lấy, cái nào dở thì vượt qua. Là về cái văn hóa truyền thống gia đình, về truyền thống văn hóa Việt Nam, văn hóa thờ ông bà, cái văn hóa ông bà là cái văn hóa Nho giáo, nó rất hay chú ạ. Con bây giờ cũng thế, giờ đến đời cha con á, ông nội con dạy cho cha con, đến đời cha con dạy cho con là luôn luôn nhớ về ông bà nha. Mày làm gì làm nha, mai muốn mày làm có tiền, tao chết rồi mày xây cho cái mồ cái mả cho đẹp mày. Tức là dặn con gái là thế, mà mày đi đâu đâu mày nhớ về hàng năm mới nhớ về thập nhang tao mày, là khi sống mày dặn vậy đó. Thì đến bây giờ này con thế bà, hè này cho con về quê thăm thập nhang cho ông bà nha đó. Cho con nhớ con, ba cho con về quê, con về một tháng, con chơi một tháng luôn á đó. Đến con mình cũng vậy, tức là cái về hướng về ông bà tổ tiên. Những đứa trẻ hoặc là những đứa cha mẹ như mày lâu lâu mày về mày nói thôi tao về quê để bữa nay dỡ qua gia đình con cái, giờ con về quê để thăm ông bà, nó thấy thân thương như thế nào đó. Đúng rồi. Giống như Thomas mình ở bên Mỹ á, nó một cái buồn cười thế nào, dập gia tùy tục á, có nghĩa là đó không, mình không nói dập gia đồng ý, nhưng mà nói trong gia đình của mình này, con mình đây này, nó có lấy chồng hoặc lấy vợ, nó có con đi, nó ở xa cách mình khoảng chừng vài tiếng hồi lái xe đi, nó không phải giống như Việt Nam. Ông nội bà nội hoặc là ông ngoại bà ngoại lên thăm cháu đâu cần phải báo trước mày làm mẹ gì, tao chỉ gõ cửa nhà mày. Đúng là rồi. Mày là mày phải đi ra đi đó, ba nhân qua Mỹ thì khác, nhà nhân qua Mỹ là anh đi tới mà đủ ra mà không có gọi trước đó, hoặc là không cho nó báo trước, hoặc là nó cho phép mới lên nha, hoặc là không cho phép thì không lên nha. Như trong những cái bài nói chuyện của em á, em có nói là những cái được và cái mất. Đúng rồi. Người Việt xa xứ, những cái được và còn cái mất. Chứ không phải là được hết đâu. Không có được hết đâu. Cái được cao lắm là thì mình chỉ được hưởng 50%. Mình thấy những cái điều đó. Bởi vì vô đồng rạc còn nhiều 8 tờ tao hưởng luôn nha. Cảm ơn một chồng. Thôi bây giờ thế này. Bây giờ cũng trưa rồi. Chào mọi người nha. Chào mọi người. Chúc bà con cô bác một ngày mới vui tươi. Rồi chúc tất cả mọi người vui vẻ ngày mới nha.